Tiên tri nữ chiêm tinh người Nga dự đoán nút bí ẩn vào ngày 20 tháng 9. Ukraine bắt đầu gặp khủng hoảng lớn cuối năm. Thật khó tin rằng có người đã dự đoán ngày 20 tháng 9 sắp tới đây sẽ trở thành bước ngoặt trong lịch sử nhân loại khi nhiệt độ ở Moscow sẽ vượt qua giới hạn. Trong sa mạc lại xuất hiện dòng sông và hoa tươi. Chúng ta có thực sự phải chuẩn bị cho cuộc biến đổi lớn toàn cầu sắp tới? Nhân loại sẽ phải đối mặt với những thảm họa nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Ngày 20 tháng 9 năm 2024 ẩn chứa bí mật gì? Một nhà chiêm tinh nổi tiếng đến từ Nga đã tuyên bố rằng ngày này sẽ trở thành một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử nhân loại. Xuất hiện trong dự đoán mới nhất của Svetlana Nadlagan, một nhà tiên tri với độ chính xác khá cao tại Nga, tình hình thế giới trước cuối tháng 9 sẽ trải qua một loạt hiện tượng thời tiết đáng kinh ngạc, cũng như những biến đổi toàn cầu. Bà còn chỉ ra rằng nhiệt độ ở thủ đô Moscow của Nga có khả năng phá kỷ lục, trong khi đó ở những vùng sa mạc khô cằn có thể bất ngờ xuất hiện những dòng sông, thậm chí là cả sa mạc cũng có thể nở hoa. Những hiện tượng có vẻ kỳ lạ này chỉ là khúc dạo đầu cho những thay đổi lớn lao sắp xảy ra trên trái đất. Lagan tin tưởng, trước những thay đổi trên, nhân loại cần phải cảnh giác cao độ và chuẩn bị cho việc thích ứng với những mô hình sống hoàn toàn mới. Bà nhấn mạnh rằng, con người không thể cứ đứng im mà phải hành động thực tế để giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể xảy ra. Lagan tin chắc rằng, những hiện tượng thời tiết có vẻ kỳ quặc và khó chấp nhận trong hiện tại sẽ trở thành cuộc sống hàng ngày của các thế hệ tương lai. Trong tiên đoán của mình, bà còn nhắc nhở mọi người rằng, vào tháng 9, thời điểm mà tin đồn giả lan tràn khắp nơi, nhiều người sẽ dễ dàng tin vào ngay cả những điều vô lý nhất, và việc này có thể dẫn đến những hành vi thiếu suy nghĩ, cùng hậu quả không tốt trong tương lai. Do đó, Lagan cảnh báo rằng, vào thời điểm trên, chúng ta cần hết sức cẩn thận để giữ cho tâm trí minh mẫn cùng suy nghĩ sâu sắc. Đây sẽ trở thành chìa khóa để chúng ta chống lại thông tin sai lệch và những quan niệm sai lầm. Mặc dù vẫn còn nhiều người mù quáng tin tưởng vào những người không đáng tin cậy, nhưng nhà tiên tri nổi tiếng người Nga cho biết, trong tháng này, nhân loại sẽ đón nhận sự chuyển biến tích cực đáng kể. Mọi người dường như đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, bắt đầu nhận thức rõ hơn về sự thay đổi của môi trường xung quanh. Thế giới cũng sẽ dần hướng tới sự đoàn kết và thịnh vượng, tạm biệt thời kỳ đình trệ và chia rẽ. Lagan còn đặc biệt đề cập đến sự cải thiện quan hệ giữa Nga và Mỹ. Bà tin chắc rằng các nhà lãnh đạo chính phủ Mỹ sẽ nhận ra tầm quan trọng của sự xây dựng và hợp tác đôi bên cùng có lợi. Ngoài ra, trong năm nay, thế giới cũng sẽ thiết lập một ủy ban bao gồm các nhà lãnh đạo của nhiều quốc gia khác nhau. Ủy ban này sẽ dẫn dắt một cộng đồng toàn cầu hoàn toàn mới. Dưới sự lãnh đạo của họ, các quốc gia sẽ cùng nhau hợp tác để đưa ra những quyết định quan trọng. Đây sẽ là một bước quan trọng hướng tới hợp tác toàn cầu. Theo quan điểm của Lagan, một tổ chức như vậy sẽ có khả năng hoạt động hiệu quả hơn trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế và đối phó với các mối đe dọa toàn cầu. Sự thành lập của ủy ban tượng trưng cho việc lợi ích của các quốc gia sẽ được đánh giá và xem trọng đầy đủ. Tuy nhiên, bà cũng dự đoán rằng nửa cuối năm nay sẽ trở nên phức tạp hơn khi nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra. Đặc biệt là ngày 20 tháng 9 sẽ trở thành thời điểm then chốt cho sự thay đổi lớn trong xã hội nhân loại. Kể từ thời điểm này, Nga sẽ tiến hành cải cách sâu rộng đối với hệ thống kinh tế của mình, làm cho nó thích ứng tốt hơn với tình hình thay đổi nhanh chóng. Trong khi đó, quyết tâm và mục tiêu của con người cũng sẽ trở nên kiên định và rõ ràng hơn. Thời gian này sẽ nuôi dưỡng nhiều ý tưởng kinh tế hoàn toàn mới. Mặc dù trong quá trình đó khó tránh khỏi việc gặp phải nhiều khó khăn, nhưng những thay đổi này sẽ như một chất xúc tác, thúc đẩy xã hội và kinh tế có những chuyển biến to lớn. Tuy nhiên, từ tháng 9 đến tháng 11, Nga có thể sẽ đối mặt với nhiều thách thức. Về vấn đề này, Lagan cho biết, trật tự thế giới cũ, lấy Mỹ, đồng đô la và các giá trị ngoại lai làm trung tâm sẽ dần trở thành lịch sử. Mặc dù trong ngắn hạn, đồng đô la có thể không hoàn toàn rút lui khỏi giai đoạn lịch sử, thậm chí còn phát triển mạnh mẽ hơn trong một thời gian ngắn. Nhưng vị thế bá quyền của nó cuối cùng sẽ bị phá vỡ, giống như lối sống của Mỹ ngày nay cuối cùng sẽ bị thay thế. Svetlana Nadlagan cũng đưa ra lời tiên tri về sự tái cấu trúc lớn của hệ thống tài chính toàn cầu và dự đoán thiên tai sẽ trở nên thường xuyên hơn. Ngoài ra, còn thảo luận về sự phục hồi kinh tế trong tương lai của Nga cũng như cuộc khủng hoảng chính trị lớn mà Ukraine sẽ phải đối mặt.
vào cuối năm 2024 sẽ có một sự thay đổi mang tính đột phá, thậm chí có thể thay đổi diện mạo của trái đất. Phải chăng sự xuất hiện đột ngột của nguồn nước ngầm sẽ mang lại thảm họa bất ngờ cho nhân loại? Tương lai của Nga và Ukraine sẽ thay đổi như thế nào? Nhà tiên tri nổi tiếng người Nga Svetlana Lagan đã chỉ ra một thời khắc biến đổi lớn sắp đến, chính là ngày 20 tháng 9. Bà dự đoán thời gian này sẽ xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan như nhiệt độ ở Moscow phá kỷ lục, các dòng sông và hoa nở xuất hiện ở sa mạc. Những thay đổi này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mà còn báo hiệu một sự chuyển mình lớn trên toàn cầu. Trong thời gian này, Lagan tiếp tục đưa ra những dự đoán về sự biến đổi sắp xảy ra của hệ thống tài chính toàn cầu. Thậm chí bà còn cho biết vào cuối năm nay sẽ có một cuộc biến động lớn làm ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Bà nhấn mạnh sự thay đổi lớn này không chỉ trong lĩnh vực tài chính mà còn bao gồm cả những vấn đề mà mọi người quan tâm như ăn uống, sinh hoạt. Nó thậm chí còn có thể gây ra những tác động sâu sắc đến bề mặt trái đất, tàn phá môi trường sinh thái. Ngoài ra, Svetlana Lagan còn dự đoán thêm rằng từ năm 2025 đến 2026, tình trạng thiên tai sẽ trở nên thường xuyên hơn và những ảnh hưởng từ đó sẽ ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến sự thay đổi của bề mặt trái đất. Trong đó, châu Á và Bắc Mỹ sẽ là những nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên. Sau đó, những thảm họa sẽ lan rộng toàn cầu. Đến lúc đó, lục địa châu Âu cũng sẽ trải qua một cuộc biến đổi lớn. Bà kêu gọi chính phủ và nhân dân các nước nên chuẩn bị trước, tích cực ứng phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu này. Trong bối cảnh như vậy, chúng ta không thể không tự hỏi, rốt cuộc đâu mới là mối đe dọa lớn nhất? Lagan chỉ ra rằng, mối đe dọa này không chỉ đơn thuần đến từ nguồn nước quen thuộc từ bề mặt như sông ngòi, mà cũng có thể đến từ nước ngầm dưới chân của chúng ta. Bà nhắc nhở mọi người rằng, mặc dù chúng ta thường nghe tin về động đất và các thảm họa do sóng thần gây ra, nhưng thường bỏ qua nguy cơ nước ngầm có thể đột ngột phun trào. Nếu một ngày thảm họa này xảy ra, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Cơ sở hạ tầng sẽ bị hủy diệt hoàn toàn, mùa màng sẽ mất trắng và nhà cửa cũng như đường xá sẽ sụp đổ do nền đất không ổn định. Do đó, để đối phó với thảm họa lũ lụt bất ngờ, thì nhân loại sẽ phải chuẩn bị trước. Đối với tương lai của Nga, bà Lagan cũng đưa ra dự đoán của mình rằng từ nửa cuối năm nay trở đi, tình hình kinh tế của Nga sẽ có sự cải thiện. Quốc gia này sẽ mạnh mẽ phát triển các nguồn lực trong nước, tăng cường đầu tư vào công nghệ và giáo dục. Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Svetlana Lagan nhấn mạnh rằng đây là chìa khóa để Nga đạt được sự phục hưng. Tuy nhiên, bà cũng nhắc nhở mọi người rằng trong nửa cuối năm nay, cuộc chiến thông tin sẽ trở nên ngày càng khốc liệt. Những thông tin sai lệch và tin đồn sẽ tràn ngập cuộc sống của chúng ta, khiến mọi người khó phân biệt được sự thật và giả dối. Để đối phó với điều này, bà kêu gọi người dân luôn giữ được sự tỉnh táo, học cách phân biệt thật giả để không bị thông tin sai lệch dẫn dắt. Lagan cũng dự đoán rằng, trong tương lai, sự quan tâm của mọi người đối với triết học, tôn giáo và phát triển tâm linh cá nhân sẽ ngày càng tăng cao. Với sự bùng nổ thông tin và tình hình xã hội ngày càng bất ổn, con người sẽ rơi vào tình trạng hoang mang mất phương hướng. Lúc này, sự hướng dẫn về mặt tinh thần sẽ trở nên vô cùng quan trọng. Ngoài ra, trong các dự đoán của mình, bà đã so sánh tình hình của Nga với nước láng giềng Ukraine. Theo đó, Lagan dự đoán rằng, đến năm 2025, tình hình của Nga sẽ có sự cải thiện rõ rệt, triển vọng phát triển quốc gia sẽ mở rộng. Ngược lại, khu vực Ukraine sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Quản lý nhà nước sẽ trở nên hỗn loạn hơn, kế hoạch chiến lược cũng sẽ ngày càng mơ hồ. Đặc biệt là vào khoảng tháng 11, các nhà lãnh đạo của quốc gia này có thể phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, thậm chí có thể mất đi quyền lực. Bà còn đặc biệt nhắc đến Tổng thống Ukraine Zelensky rằng vào ngày 20 tháng 9, Zelensky sẽ gặp phải khó khăn lớn. Đến tháng 11, sự an toàn cá nhân và vị thế chính trị của ông có thể sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Trên đây là toàn bộ nội dung dự đoán của nhà tiên tri nổi tiếng người Nga Svetlana Lagan. Hiện tại, tình hình Ukraine dường như chưa có vấn đề gì lớn. Vậy trong khoảng thời gian gần cuối tháng 9 đến tháng 11, liệu Ukraine nói riêng và cả thế giới nói chung có thực sự phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn như vậy hay không? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi thời gian. Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn!